Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Phúc Sinh vừa ra mắt sản phẩm trà túi lọc Cascara Blue Sơn La. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phúc Sinh Group cho biết, trong những năm gần đây, Phúc Sinh đặc biệt chú trọng đến phát triển các dòng sản phẩm từ cà phê Arabica. Không chỉ cà phê, trái cà phê cũng làm ra được nhiều loại trà cà phê có hương vị đặc biệt và tốt cho sức khỏe. Cascara Blue Sơn La được lựa chọn 100% trái cà phê chính đỏ với công nghệ Colombia, giữ nguyên mật ngọt trái cà phê làm cho vị Cascara luôn khác biệt và hấp dẫn. Với công suất 10 tấn quả chín một ngày, tương đương 1 tấn trà thành phẩm một ngày, Phúc Sinh đang xuất khẩu 95% sản lượng trà Cascara đến các nước rất ưa chuộng thức uống này trên thế giới như Ý, Pháp và các nước châu Âu khác.